Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật trật tự an toàn giao thông, đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất ô tô chở trẻ mầm non, học sinh phải có màu sơn vàng đậm và biển báo. Theo điều 27 của dự thảo nghị định, xe chở trẻ mầm non, học sinh được chia thành hai trường hợp. Thứ nhất, ô tô kinh doanh vận tải trẻ chở mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên chở trẻ mầm non, học sinh. Thứ hai, ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ mầm non, học sinh, đặt ở mặt trước và hai bên xe phía trên cửa sổ. Ngoài ra, điều 46 luật này cũng quy định xe đưa đón học sinh phải có thiết bị ghi nhận ảnh trẻ mầm non, học sinh cũng như thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe, phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi.